thưa quý vị và các bạn, trong thực tiễn đời sống hàng ngày thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái mối quan hệ. Thì khi những cái mối quan hệ trung thực thì không nói là gì. Còn nếu những có mối những quan hệ có những cái mối quan hệ gian dối, và một trong các bên gian dối thì dẫn đến những cái vụ kiện ở tòa án. Và quý vị và các bạn biết không, để tìm rõ được cái bản chất hồ sơ thế nào, để tìm rõ được bản chất hồ sơ phải khách quan thì tòa án tiến hành đối chất. Vậy thì bài toán ngày hôm nay trong video này chúng ta sẽ giải quyết hai vấn đề: đối chất là gì và đối chất trong vụ án dân sự. Thưa quý vị và các bạn, thì tôi sẽ dẫn giải thật là dễ hiểu cho quý vị và các bạn như thế này. Nguyên đơn đi khởi kiện tranh chấp một cái vụ kiện có giá trị, tranh chấp hợp đồng vay tiền có giá trị là 500 triệu. Thì bị đơn nói rằng là: thưa tòa, là tôi chỉ có vay của bà này có số tiền là 100 triệu thôi, còn cái lãi nó sẽ cộng dồn lên, và những cái lần đó thì giữa tôi và bà có những cái mối giao dịch khác, thì có thể trong những lần giao dịch khác thì tòa đã, bà này bà đã kê những cái tờ giấy 3, 4, 5, 6 tờ giấy, và dẫn đến cái việc là bà ghi nội dung sau cái tờ giấy. Và để làm rõ cái người nguyên đơn đi khởi kiện với số tiền 500 triệu và bị đơn cho rằng là chỉ vay với số tiền 100 triệu thì tòa án đã tiến hành đối chất. Đối chất để làm rõ được ai là người cho vay. Trong đó, trong cái phiên đối chất đó sẽ ghi làm văn bản việc giao nhận tiền như thế nào, giao làm mấy lần và giao ở đâu, có ai làm chứng hay không, và dẫn đến một cái kết quả rằng cái việc giao nhận tiền chỉ đơn thuần là 100 triệu. Thưa quý vị và các bạn, một cái giải thích luật như vậy để quý vị và các bạn biết mục đích trong việc dân sự đối chất là để làm rõ, để làm sáng tỏ những cái tình tiết trong nội dung vụ án. Và nếu như trong trường hợp không có tiến hành đối chất thì tòa sẽ không biết được sự thật khách quan. Điều 100 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015 sẽ trong cái điều 100 đối chất nó gồm có hai nội dung quý vị và các bạn ạ. Theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy mâu thuẫn trong lời khai của các đương sự, người làm chứng, thẩm phán tiến hành đối chất giữa các đương sự với nhau và giữa đương sự với người làm chứng hoặc giữa người làm chứng với nhau. Thì quý vị và các bạn thấy rồi, trong cái ý thứ nhất của đối chất đó là khi có yêu cầu của đương sự hoặc là thẩm phán xét thấy cái vụ việc này cần thiết phải tiến hành đối chất để làm rõ từng trách nhiệm của người. Thì trong cái việc đối chất này thì nó có gồm hai yếu tố. Thứ nhất là đối chất giữa các đương sự với nhau và đối chất giữa đương sự với người làm chứng. Tôi bạn cái khoảng 2, cái ý thứ hai là việc đối chất phải được lập thành văn bản và có chữ ký hoặc điểm chỉ của những người tham gia đối chất. Thì giống như ở phía nội dung ở phía trên tôi đã nói, việc đối chất sẽ tiến hành có từ hai người trở lên, là những các bên đương sự với nhau và giữa đương sự với người làm chứng hoặc giữa những người làm chứng với nhau. Thì cũng giống như đối chất trong cái hình sự thì đối chất trong dân sự để làm rõ vấn đề quan hệ tranh chấp và để là một trong những cái nguồn chứng cứ. Trước đây tôi cũng có một cái vụ kiện như vậy đó quý vị và các bạn. Ông A, ông đi khởi kiện ở tòa và ông bảo rằng là trong cái mối quan hệ tình cảm gì đó thì ông đã xác lập cái hợp đồng chuyển nhượng, thực tế là ông không có nhận tiền. Tuy nhiên rằng là cái người mà gọi là người nhận chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng bảo rằng là thừa nhận rằng là có cái việc những cái quan hệ gia đình, đại khái là bồ bịch yêu thương gì đó. Tuy nhiên là hai việc là hoàn toàn tách bạch giữa cái việc giao nhận tiền và việc
tình cảm. Và sau khi xét thấy không lẽ là giờ tòa án nên tin bị đơn hay giờ tòa án tin nguyên đơn, thì đã tiến hành đối chất. Đối chất để xác định rõ cái số việc, cái số tiền mà các bên giao nhận thật sự là của ai, và có hay không cái số tiền giao nhận này. Và quý vị và các bạn biết không, nếu trong trường hợp xác định cái số tiền giao nhận thì rõ ràng là giống như trong trường hợp bị đơn nói, song song giữa việc giao nhận tiền, song song giữa việc quan hệ tình cảm là việc mua bán chuyển nhượng bình thường. Còn nếu như trong trường hợp ông nguyên đơn của tôi, ông bảo rằng đây chỉ là hình thức để hai bên cùng góp vốn vào cho vay, thì đó là một trong những cái lý do hoàn toàn khác. Thưa quý vị và các bạn, thì trong thực tiễn thì cái việc giao dịch dân sự thì muôn màu muôn vẻ. Chúng ta không có những cái niềm tin với nhau thì chúng ta khó có thể xác lập những cái giao dịch. Và giống như tôi đã nói, giấy tờ niềm tin thì ít mà giấy tờ thì càng nâng lên. Thì thôi bây giờ như thế này, để bảo vệ quyền lợi của những người tham gia giao dịch, chúng ta nhất thiết phải có, nếu trong trường hợp có việc giao nhận tiền thì hai bên nên lập một cái văn bản để ký vào, ồ hôm nay tôi có nhận là 50 triệu đồng, hôm nay tôi có nhận là 1 tỷ đồng. Và văn bản này được ghi làm hai bản, mỗi người giữ một bản. Và như vậy sau khi hoàn tất cái giao dịch này thì hai bên thống nhất thanh lý hoặc trao lại cho nhau cái số, cái văn bản trong cái giấy vay mượn tiền. Thưa quý vị và các bạn, đây là một trong những cái video về đối chất trong tố tụng, trong khởi kiện dân sự. Video kế tiếp thì tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn đối chất theo yêu cầu của tòa án. Kính mong quý vị và các bạn đón xem nha. Tôi xin trân trọng cảm ơn.